Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay: tại sao Google đầu tư 1,5 tỷ đô la vào các công ty tiền điện tử? Theo một báo cáo từ công ty nghiên cứu Block Data, công ty mẹ của Google đã tích cực đầu tư vào không gian tiền điện tử. Gã khổng lồ công nghệ đã đầu tư hơn 6 tỷ đô la vào các công ty tài sản kỹ thuật số từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Báo cáo tuyên bố rằng Google, Samsung, BlackRock và các tập đoàn khác đang đầu tư vào các dự án và các sản phẩm có tiềm năng cải thiện dịch vụ. Do đó, các công ty đang đầu tư vào các trường hợp sử dụng cụ thể với mục tiêu tích hợp chúng vào các mô hình kinh doanh của họ. Rất khó để theo dõi số tiền mà Alphabet và các công ty khác đầu tư. Tiền chảy qua các vòng tài trợ tư nhân và các cơ chế đầu tư khác. Tuy nhiên, họ đã sử dụng các phương pháp khác để đưa ra giá trị gần đúng. Báo cáo đã sử dụng dữ liệu từ Sibi Insight để tìm hiểu về các công ty đang được các tập đoàn lớn này hỗ trợ. Báo cáo có nội dung như sau: 40 công ty đã đầu tư khoảng 6 tỷ đô la vào các công ty khởi nghiệp blockchain từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Bởi vì một số vòng liên quan đến sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, nên không nói rõ mỗi công ty đã đầu tư bao nhiêu vào một dự án. Thông tin tiếp theo: thị trường giảm giá sau khi Fed công bố biên bản cuộc họp vào tháng 7. Thị trường tiền điện tử đã giảm nhẹ sau khi Cục Dự trữ Liên bang công bố biên bản cuộc họp vào tháng 7. Trong đó, cơ quan này cho biết họ sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Giá Bitcoin đã giảm 0,9% trong một giờ sau thông báo của Fed và giảm 2,4% trong ngày. Ethereum đã giảm 0,9% và giảm 2% trong ngày. Tiền điện tử lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường giao dịch với giá khoảng 23.400 đô la. Ethereum, tài sản kỹ thuật số lớn thứ hai, có giá 1.850 đô la. Thị trường chứng khoán cũng lao đao trước các thông tin. Dow Jones giảm 0,1%, S&P 500 tăng 0,2% và Nasdaq là 0,6%. Biên bản cuộc họp ngày 26 và 27 tháng 7 của Cơ quan Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ cho thấy lạm phát vẫn ở mức quá cao, mặc dù thị trường lao động đang mạnh và tỷ lệ thất nghiệp rất thấp. Lạm phát ở Mỹ hiện đang ở mức cao nhất trong 4 thập kỷ. Hầu hết các nước trên thế giới cũng đang phải hứng chịu giá cả tăng cao. Và thông tin cuối cùng: dấu hiệu các thợ đào Bitcoin đã bán xong. Áp lực bán đã gia tăng đối với những người khai thác Bitcoin trong vài tháng qua. Đây là kết quả trực tiếp của sự sụt giảm giá của tài sản kỹ thuật số, khiến dòng tiền của các thợ đào Bitcoin giảm mạnh. Nó dẫn đến sự suy giảm hơn 60% lợi nhuận, do các thợ đào tiếp tục phải chịu chi phí liên tục. Họ phải hướng tới việc nắm giữ Bitcoin của mình để lấy dòng tiền. Điều này dẫn đến xu hướng bán ra ồ ạt. Trong 3 tháng qua, các thợ đào Bitcoin đã bị đẩy vào tình thế ngặt nghèo khi nói đến việc nắm giữ số Bitcoin đã khai thác của họ. Sản lượng gần như không thay đổi vì phần lớn các thợ đào đã không thể tăng hash rate của họ trong thời gian này. Nó bắt đầu vào tháng 6 khi giá Bitcoin giảm gần 50%. Vào cuối tháng, những người khai thác Bitcoin đã báo cáo rằng họ đã bán được nhiều hơn gần 400% Bitcoin so với mức họ đã sản xuất trong tháng. Tổng số Bitcoin đã bán lên đến hơn 14.000 chỉ trong vòng một tháng. Xu hướng này tiếp tục vào tháng 7 khi các công ty khai thác công khai một lần nữa bán được nhiều tiền hơn số tiền họ đã sản xuất. Lần này, các thợ đào đã bán được tổng cộng 6.200 Bitcoin trong một tháng, cao hơn khoảng 160% Bitcoin so với mức họ đã sản xuất. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.